Hôm nay tụi mình sẽ chơi The Strongest Battleground. Nhưng những nhân vật trong anime sẽ quyết định sức mạnh của mình. Những kỹ năng tụi mình sở hữu sẽ giống y chang nhân vật đó trong anime. Tuy nhiên, trong video hôm nay, mình và Bidak có thể ban một kỹ năng bất kỳ của người chơi còn lại. Các bạn biết tên gì chưa? Hãy truy cập phần bio phía bên dưới để có thể nhận được những dịch vụ Block Food cũng như là Toilet Tower Defense của anh Crazy Land. Thậm chí là các bạn có thể nhận được những ưu đãi như là tập V4 kèm với song kiếm CDK, nên là các bạn hãy bấm vào phần bio nhanh lên nha. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu với vòng quay đầu tiên nha. Và em biết giờ hôm nay chúng ta sẽ có thêm một số nhân vật anime mới nữa. Gáp ông nội Raph. Ngay từ nhỏ đã được huấn luyện để trở thành một lính hải quân. Rồi bây giờ sẽ tới được với Đắc nè. Ga Luffy đây, anh ký cái đầu mày liền nè. Luffy đây. Ui, đừng Tanjiro bro. Tanjiro nữa hả? Thằng này chơi Tanjiro mất dạy lắm. Thôi lần trước anh nói lần này không có chơi kiểu đó nữa, được chưa? Anh tin em lần này thôi nha Vidak. Rồi hôm nay thì mình đã có kinh nghiệm trong việc chọn chiêu rồi, nên là ok, mình sẽ chọn chiêu xịn nhất luôn nha. Đấy mới là giống nhất. Hunter Rap, yeah. Rồi mình nghĩ vậy là xong rồi đó các bạn ơi. Mình sẽ tắt Builder Mode nha. Rồi let's go. Mình đã build xong nguyên cái combo cho Rap rồi. Đó, ngầu chưa? Chuẩn Rap chứ các bạn. Nắm đầu chọi. Ôi, gì vậy? Cái tượng đài đứng lên nó 1, 2, 3. À, top 1, top 2, top 3 đúng không? Ai hiểu nhầm nhớ comment bên dưới cho mình biết nha. Vô với Đắc. Kìa, em cấm chiêu thứ 3 của anh. Chiêu thứ 3 của anh chính là chiêu đập đầu. Mày, ui, ngầu vậy? Ê, cấm chiêu khác được không? Chiêu này ngầu quá vậy. Thôi rồi, để anh cấm nha, anh cấm chiêu thứ 2 của em đi. Ok, chiêu 2 em là chiêu cao tơ. Dạ, sau này không được xài chiêu cao tơ đó nha, vô. Hôm nay, hành anh, mày hành anh đó với Đắc. Nắm đầu, mày hành anh. Tại quá hay. Ây da, sao, what the fuck, mày lại lấy chiêu mod đó nữa không? Ai lấy có chiêu nè, em nè, lấy chiêu mod, mày giỡn mà. Anh cũng lấy chiêu mod thì bye bye. Rồng xanh ngậm nước phun mì. Cú đấm một in, đụng. Cái đó gọi là cú đấm một in, em hiểu không? Nè, vô đây. Ê, mày Sina mới vô. Mày bay đến trời đi Đắc ơi. Mày, ui ghê vậy. Vô đây. Quỷ kia hay để tao chém đầu ngươi. Vô đây, ui, cái gì? Chạy ra. Dạ, bình tĩnh đi Tanjiro. Nốp, mày. Ây da. Bình tĩnh đi Đắc ơi. Trời, ngu rồi. Mày gọi chết rồi. Chết rồi. Asina. Cú đấm một in. Ủa. Úp ngay con chim. Bùm. Ủa gì vậy? Ủa có bài. Ủa gì vậy ta? Bro what? Ok, bây giờ mình sẽ đến với vòng quay thứ hai nha các bạn. Ông nội Rap đúng là sức mạnh tối thượng mà. Ôi, donut. Anh mà của anh mà sao. Quên rồi, danh ưu cư. Không có donut gì chơi nha các bạn. Ê mà anh chơi cho đàng hoàng, đừng có giống em bữa hổm nha em đó. Cái vụ mà full mod game ưu cư hả? Em cũng chơi đàng hoàng nha, chứ đừng giống anh bữa hổm nha. Ok, vậy mình chơi đàng hoàng nha, không chơi kiểu đó nha. Chơi mấy câu này xong nó chọn full mod đó các bạn biết không? Rồi, và cái đoạn căng não nhất vẫn là cái đoạn đi chọn chiêu thôi các bạn ơi. Mình sẽ lấy một chiêu counter đi. Chiêu nào ta? Lấy đại nha, một trong ba chiêu này chắc chắn là của con Gengoku rồi. Tại vì Gengoku các bạn nên là phải có mấy chiêu lửa một tí mới chịu. Em cắm chiêu nào của anh? Cắm chiêu thứ 4. Chiêu thứ 4 anh hơi mềm mạnh đó nha. Nè, coi nè. Mày. Rồi, anh cắm chiêu thứ 3 của em đi. Chiêu thứ 3 của em là gì? Show chiêu. Cao tờ, vô nha. Ok. Mày, ui ghê hả? Sao, vô. Bá vô, ui, what the fuck? Kiếm sĩ gì chơi đánh tay không mày? Ủa, ai nói, thằng này là nó muốn chơi gì chơi à? Nè, bước vô. Anh lắc rồi. Má. Bị dụ, ấy. Em mới là đứa bị lắc thiệt mà kiểu mày. Mày. Xin, right. Ủa, what the fuck? Xem bá chiêu đơn giản quá vậy. Mày tưởng anh khờ thì cái phút. Mày, vô. Biết cao tơ không? Biết cao tơ không? Nè, scatter. Chết đi. Bro, chết đi. Ôi, sao anh đang quýnh em à? Vô. Bá vô mình út. Mày bị dính ba lần cao tơ đúng không? Cao tơ. Scatter thì sao? Ủa, sao em không bị dính? Tại em bro thôi. Này thì bro. Có thằng bro nào dính cao tơ liên tục vậy không vậy? Xin vai. Ôi. Yes. Kiếm sĩ diệt quỷ. Bye bye. Ủa chưa chết mà, hả? Chết luôn rồi. Scatter. Mày. Ngầu không? Counter trước khi chết.
Quá đơn giản các bạn ơi. Ai mới là kiếm sĩ diệt quỷ mạnh nhất? What the fuck? Gà gà. Trời ơi. Hoàng tử cát quá đó các bạn ơi. Mình không hít dọc cát xíu nào nha. Mong là bị đắt gà cái gì đó yếu yếu một tí nha. Chứ con gà ra này phế kinh khủng lắm rồi. Levi, Levi. Ây da. Levi Ackerman. Mình còn nhớ cái vụ đó các bạn ơi. Cái vụ nó đu dây liên tục nó quýnh mình. Bảo cát đúng không? Chứ này là bảo cát rồi nè. Oh, ok, quan tài cát. Rồi xong chưa? Anh chọn hết chiêu rồi đó. Em cấm chiêu một của anh đi. Terrible Tornado. Ủa, không gì vậy á. Hết xài được luôn rồi ba. Bị cấm chiêu thiệt luôn rồi. Cấm chiêu 3 của em đây. Chiêu 3 em là chiêu nhảy lên. Thôi, phê giờ không cấm ngay được chiêu mod của nó các bạn ơi. Cay vậy. Vô. À, vô luôn rồi đó. Dạ, dạ, dạ. Mày. Tone của... Ủa, what the fuck? Mày. Ai, ai, bro. Con của em là gì có chiêu này. Levi Ackerman, ta đu dây tao bay. À. Anh không coi phim. Mày, này thì không coi phim, này thì không coi phim. Chiêu của anh là gì ta? Anh không biết chiêu của anh luôn á. Mày. Bro, đừng bay, đừng vô. Anh không thích bay. Chiêu đó dễ đó. Rồi. Ui, con Gaga này phế quá. Rồi quá. Em cho anh lên đỉnh không? rồi đó xong đó chết rồi đó. One shot combo mà. Rồi bay vô. No. Bay vô. Anh biết. Bay vô. Đó, đừng mà không. Cho anh cấm lại chiêu đó được không vậy? Anh không muốn bay đâu rồi. Mày. No way. No fucking way. Đạo quá bạn ơi. No way bro, anh không muốn trải nghiệm cảm giác bay đó lần nữa đâu. Ui, được, cũng được, Bakugo. Sức mạnh của con này cũng không phải là dạng vừa các bạn ơi. Để coi con có Vidac là gì đây. Má mày ra, còn ớt xấu quay hư hỏng. Chung anime luôn kìa, chung anime luôn. Hoàng tử lửa băng các bạn ơi. Mày xong, lửa băng hả? Anh nghĩ con này chắc anh không chọn chiêu cầu kỳ đâu. Kiểu nó dậy sẵn mà đúng không? Để anh lấy chiêu bình thường thôi à. Kiểu mấy chiêu bình thường luôn á nha. Rồi em cấm chiêu nào của anh? Ủa sao em chết rồi? Em cấm chiêu 1 của anh. Sao cấm chiêu 1 hoài vậy? Bro, các bạn xem nó cấm chiêu của mình nè. Dạ, cấm chiêu đúng không mình? Trời, ui, bắt trời, làm sao vậy? Ui, chết luôn mà. Ui, chết luôn mà. Ôi, hên win nha. Ok, thì mình sẽ cấm chiêu 1 của Vidac đi. Chắc chắn mày bỏ chiêu ulti chiêu 1 đúng không? Chiêu này nè. Tại chứ kỳ á, mình what the fuck. Kỳ, bắt đầu đi. Mày xạo với Bakugo. Kỳ mấy bạn, ai, bỏ qua đi nha. Ôi, gì á, bro, what? Mày. Bro, mày hơi điếm rồi đó nha. Mày. Sức mạnh của Todoroki. Ôi, counter. Nó hụt đấy nha. Mày, lóc. Dạ, đau quá vậy. Em xài mấy chiêu mạnh quá vậy hấp hút. Sao em xài mấy chiêu mạnh quá vậy hấp hút? Anh ghét thằng nào xài chiêu mạnh lắm á nha. Ý là chiêu mạnh hơn anh á, em biết không? Mày mạnh. Ui, nó counter mình kìa. Thằng này counter. Em hồi chiêu bà đó, em hồi chiêu bà sao, đó. Sao? Em giỡn vô đây nè, Em giỡn anh hơi bị đắt. Đây. Em giỡn mà anh hơi bị đắt. Đây. Đây. Trời. Cái này gọi là gì ta, nhầm lẫn thôi các bạn ơi, chứ mình đâu cố tình lấy hai chiêu. Ôi, Gomez Armani. Sói quang hư hỏng. Các bạn biết sức mạnh của con này là gì không? Yes sir, sói quang hư hỏng là anh có thể lấy được mấy cái chiêu gì gọi là bá đạo đúng không? Ôi, Trinh, đúng không? Chuẩn luôn. Cái dòng này chỉ có Trinh thôi. Nhân vật mới. Em mê nhân vật này lắm, em mê anh chân lắm. Thì con sói quang hư hỏng nè, các bạn phải biết một điều đó chính là gì. Nó là nhân vật mạnh nhất trong mấy cái meme. Nên là mình sẽ lấy mấy cái chiêu giống sói quang nhất thôi nha. Nói chung là... Ủa mà cái chiêu nanh vuốt này nghe giống chiêu mod chứ là... Chắc không phải đâu. Dễ sơ, em xong chưa? Anh xong rồi đó. Nghe nên chọn là chiêu nào mạnh hơn nữa đi lên ơi. À, anh cấm chiêu số 2 của em. Ok. Trời, sao toàn cấm chiêu cù bắp không vậy? Cấm chiêu thứ 2 của anh luôn đi. Chiêu 2 của anh hả? Là chiêu này nè. Sói cào, móng vuốt của sói. Không nói nhiều nữa nha. Rồi. Mày. Ghê, sức mạnh của sói. Bro. Chót tùm lum. Anh đừng bắt em dùng cái biện pháp khác nha. Sao, dụng đi. Mày. Ủa, what the fuck? Bro, what? What? Tao mới vừa làm gì vậy ta? Tới nữa, ủa bay. Sói tới. Ai làm em bật rồi đó. Bật đi. Chân mày yếu máu lại càng mạnh đó. Mày bật đi, làm gì được anh. Bro, em bắt đầu bật rồi đó. Ôi, bro, what? Ôi, what? Em chơi anh Giang. Con Trinh làm gì có chiêu này. Đó.
các bạn xem nó chơi game các bạn. Có mà. Bằng chứng nào con Trinh có chịu quan sát? Thằng này nó chơi điếm thúi quá. Ai? Mày. Em muốn chọn nhân vật luôn, anh chơi em chọn nè. Mày phải chết. Rồi quay nha. Trời ơi mạnh kìa. Zoro. Xong rồi đó. Chắc trận này khỏi cắm chiêu luôn đi ha Phong. Cắm phải cắm. Cắm chiêu nào? Cắm chiêu thứ 4 của anh. Để anh test thử nha, anh cũng không biết chiêu thứ 4 của anh là gì nữa. Ủa là quýnh bình thường thôi mà. Thôi anh chấp em á, anh không cắm chiêu em đâu. Làm gì vậy? Làm gì múa dữ vậy? Làm gì Phong? Em làm gì Phong? Em làm gì Phong? Thằng chó. Em làm gì Phong? Hello. Chết trời. Làm gì vậy? Bro. Mày. Lại đây nè, phốp, lại đây nè. Em biết khi Gojo mà đứng gần tường á. Cái gì hoài á? Mày. Cái đó không cần đứng gần tường cũng có tác dụng mà. Xanh nước biển, màu đỏ. Kết hợp với nhau. Màu tím. Roman Armani. Mua server VIP á là chỉ để vậy thôi các bạn hiểu không? Kaido. Holy shit. Ở video hôm nay có cái đặc biệt đó chính là mình sẽ chơi con Kaido ở phiên bản dạng rồng nha các bạn. Lần này là anh không nhờ nữa đâu á. Đấy đừng quýnh anh nữa ơi, ổn quá vậy. Ichigo. Thợ săn linh hồn là một cái thằng lực. Thôi cùng nhau quay lại với cây bóng chày nhỏ nhắn xinh xắn của Kaido thôi nào. Let's go. Bùm. Đó giống Kaido các bạn. Em cắm chiêu thứ 4 của anh đi. Chiêu 4 là chiêu mới xài đúng không á? Ok. Anh sẽ cắm chiêu thứ 2 của em. Ui. Xem ghiền chiêu này vậy, nãy giờ anh cắm 2 lần cái gì vậy đó. Thôi vô đi chấp em á. Chấp cái cục cất tinh hả? Ui what the fuck. Bro what. Chấp thiệt hết à. Mày đập đầu xuống đất. Bay lên trời và một cái đồn. Mày xạo, gồng cào, xuống cái lè. Ấy lộn. Ui, ghê hả? Ui, ghê hả? Bro, what? Mạnh với ta. Làm gì hoài hả? Ê, bình tĩnh Phúc. Mấy chiêu này sao trốn? Rồi, vậy là không thể nào xài được, giờ mình có hai chiêu. Rồi, vô đây. Mày vô đây, Mình phải né, tận dụng thời gian đó. Anh cào em đó Phúc ơi. Đau. Đó, combo mà, combo ghê hai chiêu thôi, mình chỉ cần hai chiêu thôi. Mày, combo. Mày combo ai. Bro, thôi Phúc ơi, em còn có một chấm máu à, chắc anh tặng em một món quà quá. Đó chính là cho em quýnh anh á, tốt không, quýnh đi. Thế combo ơi nè, quýnh đi. Anh là Kaido mà, anh còn dạng rồng nữa. Đúng rồi. Anh bật dạng rồng anh lên nha. Ây da. Từ Phúc ơi chạy xíu cho anh hồi chiêu cái mới được. Thôi. Đừng có chạy nữa. Sức mạnh của rồng. Ui, em bị đứng yên luôn hả? Bro. Sức mạnh của rồng là gì đó hả anh? Ui, cao tơ biết ngay nó cao tơ các bạn. Biết ngay là nó cao tơ mà. Nè, con rồng là chị hồi nguyên cái mặt ra. Vậy là người chiến thắng video này chính là anh Crazy Lion. Em thấy cái món quà của anh sao Phúc, bất ngờ không? Cay rồi. Cay. Thì nếu như các bạn thích video này nhớ để lại cho mình một like và đăng ký nha. Còn bây giờ thì bye bye về đã. Mày hả bội.